và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của gã thần sấm đến từ California, Mỹ với cặp loa JBL CF150. Đây là một trong những model có cấu hình khủng long, được trang bị bass 40 siêu trầm cũng như trung âm 18 và quả check công suất lớn, với phong cách chơi đa thể loại nhạc và kết hợp với karaoke phòng khách chuyên nghiệp. Chất âm tương tự như Boss 601 Series 3 nhưng uy lực lớn gấp vài lần. Trên cặp JBL CF150, chúng ta có thể thấy được rằng trong đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, với tiếng trầm của nó mềm và sâu thẳm mang lại cho quý vị chất âm cực kỳ là tuyệt vời khi chơi các thể loại phổ thông, các thể loại nhạc phổ thông hiện có nhất mà như tôi đang mở từ trên TV xuống, quý vị có thể thấy được đẳng cấp vượt trội trên cặp loa JBL CF150, và đặc biệt rằng khi được phối ghép với con âm ly đờ lông PMA1010D đến từ Nhật Bản, model lớn hết số được mệnh danh là hiệp sĩ châu đen, mang lại chất âm cho giới sành nghe và có tính thể hiện vượt xa tầm tiền cũng như đẳng cấp thực sự của dòng loa JBL và âm ly đờ lông 1010D mà anh em cùng thưởng thức tiếp theo, và chúng ta sẽ thấy được câu trả lời cũng như giá trị đích thực trên cấu hình của tôi đang có ghép. Thấy được rằng nó thể hiện chất âm cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết, đó tiếng check đánh sâu xanh trầm sâu thẳm, trung âm có những tiếng nóc cong nhẹ nhàng rất tuyệt vời cho CF150 khi được phối ghép với đờ lông PMA1010D nhập sĩ châu đen. Cho cấu hình thì tôi đang review trước máy quay, quý vị đã thấy rõ với những dòng nhạc phổ thông nhất hiện có cho cặp CF150 và đờ lông 1010D thể hiện tê tái với từng nốt nhạc. Mấy anh em cùng ngắm nhìn lại cặp loa tuyệt đẹp trước máy quay với model JBL đã rất là quen thuộc và nổi tiếng, và đặc biệt rằng model CF150 được trang bị với cấu hình thùng cao to lớn siêu khủng, được thiết kế với thùng vân gỗ màu đen huyền bí và sang trọng. Về phía mặt trước thì được trang bị theo vân tráng men, chúng ta có thể thấy rõ được rằng nó rất là đẹp và sang trọng. Đó, quý vị cùng ngắm nhìn ở cự ly cận cảnh nhất cho cặp loa đẹp xuất sắc đến từ Mỹ. Sở hữu với phần thùng loa cao to lớn với chiều cao 90, ngang 48 và sâu tới 45,5. Chúng ta thấy rằng hậu sâu mà thùng này thì nó đánh như sấm thì không bàn luận nữa rồi. Nó là dư thừa về uy lực.
với trọng lượng nặng tới 70 kg và công suất trung bình ở ngưỡng 650W cho cặp loa này, trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy cao 98 dB. Quý vị cùng ngắm nhìn cặp loa tuyệt đẹp JBL CF150 đến từ California, Mỹ. Với thiết kế trên cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng điều đầu tiên thì quý vị đang được ngắm nhìn là một logo bằng hợp kim của JBL CF150 có xuất xứ đến từ Made in USA. Đó, quý vị cùng ngắm rõ, nhìn rõ. Biểu đồ hoạt động DB, giải tần của loa được in luôn về phía mặt trước, cũng như độ nhạy 98 dB trên trở kháng 8 ohm, bát súp 40, California, Mỹ. Với trang bị một bát siêu trầm, đường kính 40 cm, gân cao su đúc, loa của nó là xương đúc. Đó, quý vị nhìn cái vành thì thấy rằng nó là xương đúc rồi. Từ của nó rất là lớn. Và hai ống hơi đường kính phi 100 thở về phía sau lưng, mang lại cho giải trầm xuống rất sâu và mạnh như sấm ở mọi thể loại nhạc và mọi không gian phòng khách. 50, 100, khiến cho phòng 100m thì nó đánh như là hai cái súp khủng, thì là chuyện nhỏ với cặp loa này. Bản chất nó đã rất là nổi tiếng rồi. Đàn anh của những dòng như Zewin Vega AT15 hay DX9 thì không có cửa so với CF150 đâu ạ. Về thương hiệu thì nó bỏ xa hàng dặm rồi. Và về chất âm thì chúng ta đã quá rõ, Trải Châu cũng đã biết tới. Phần bên trên là một quả trung âm với đường kính của nó lên tới 18 cm. Trung âm 18 thì chúng ta thấy được rằng nó thể hiện lời hát rất là hay, khi kết hợp karaoke cũng vẫn rất là xuất sắc. Và nghe nhạc thì quý vị thấy rằng nó là tê tái rồi. Trung 18, gân lụa tẩm dầu và một quả jack kèn ở phía bên trên. Jack kèn họng nông của JBL 14 cm, từ lớn gần bằng mặt loa. Tất cả các tuyến loa cho tới phần thùng vách còn đẹp xuất sắc. Đó. Chẳng vạ gì mà quý vị phải chơi Boss 601. Chất âm tương tự như Boss 601. Và tôi lưu ý rằng trầm của nó thì nghe nó phê hơn rất là nhiều, uy lực chấp vài cặp 601 rồi. Trung âm hay check tiếng mic thì những dòng loa này quý vị khỏi bàn luôn ạ. Nó đã rất là nổi tiếng rồi, trong khi giá tiền thì rất là tốt cho CF150. Thương hiệu này thì chúng ta miễn bàn luận. Cặp loa đẹp toàn diện xuất sắc. Đặc biệt phần bên trên trong đoạn clip này thì tôi đang phối ghép cùng với con âm ly Đờ Lông, được mệnh danh là hiệp sĩ châu đen, đến từ Nhật Bản, được sản xuất cho Nhật Bản và thị trường của Mỹ cũng như các quốc gia phía châu Âu. Với trang bị cấu hình size to khủng và trang bị hai cái hồi gỗ, đó, bóng soi gương cũng như là hai cái chỉ vàng được làm bằng đồng thau. Trên con âm ly có cấu hình nặng khủng ạ. Ông nào yếu không bê nổi con âm ly này đâu ạ. Công suất của nó tới trên 300W, trang bị tối ưu nhất các tính năng hỗ trợ cho nghe nhạc. Đó, bát check nào lớt hay là từ giải mã lên tới 48 bit này. Đó, rất là nhiều những tính năng ăn chơi, đánh một lúc tới hai cặp loa lớn. Đó, đánh cửa A, cửa B. Từ các cái volume cho tới các nút nhấn được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Đây là đặc trưng của dòng Đờ Lông. Ví dụ các đời đàn em thì nó là 580 này, 780, 880 và 890. 1010D là hết số luôn ạ. Đó, chơi hai cặp loa. Chất âm thì chúng ta không phải bàn luận nhiều, nó có luôn giải mã luôn, quý vị lưu ý nhé. Đây là thuốc đặc trị của những cặp loa lớn khó đánh. Chúng ta ngắm nhìn tiếp theo phía sau lưng. Đó, cấu hình này tôi đang để thì nó rất là nặng ạ. Tới hàng tạ trên chốc cái xe này rồi. À, hai cái ống hơi của JBL to như hai cái ống cống này. Đằng sau của nó trang bị luôn hai cái cầu chì luôn này. Đó, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho loa. Đó, phía sau âm ly này. Đó, tôi mới đấu một cặp loa, bên dưới còn là đấu tiếp một cặp nữa. Nhìn các cái lốm xoáy của nó để siết dây thì quý vị đã biết rằng nó là rất là khủng rồi. Đầy đủ các tính năng cổng vào từ Follow, AUX hay CD. Đó, đầy đủ chế độ ăn chơi. Điện áp 100V. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang review cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm cho cặp CF150 đến từ California, Mỹ. Cấu hình khủng long cũng như con âm ly lớn hết số của hãng Đờ Lông PMA1010D. Nguyên cấu hình combo này thì quý vị thấy rằng nghe bolero hay trữ tình thì phê nòi luôn rồi ạ. Chỉ cần mở từ TV thôi, nghe new review buổi tối hay buổi trưa thì nó rất là phê, ngọt ngào tê tái. Sang những thể loại nhạc với tiết tấu nhanh thì quý vị thấy được rằng đây là cặp loa sở hữu uy lực của thần sấm. Tôi không nói đùa, không nói sai đâu ạ. Ông nào mà đã từng được nghe CF150 này và phối ghép nó tương đối một chút thôi, được đánh đủ và chất âm của nó hợp và hay một chút thì anh em sẽ thấy được cái uy lực khủng khiếp của cặp loa, cũng như phong cách chơi đa thể loại nhạc kết hợp với karaoke chuyên nghiệp ở những không gian phong cách gia đình rất là tuyệt vời cho cấu hình mà tôi đang review trước máy quay, gồm cặp loa JBL CF150 đến từ Mỹ và con âm ly Đờ Lông PMA1010D
đến từ Nhật Bản, được mệnh danh là hiệp sĩ châu đen. Chúng ta sẽ thấy được rằng giá trị đích thực mà anh em cùng thưởng thức tiếp theo. Và quý vị nào có tai phone, mời quý vị cùng mang tai phone vào. Sâu thẳm, đánh nhuôi nhuôi rất phê. Trung âm và check nghe phê nòi luôn.